Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 9 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, ngân hàng SCB với phần xét hỏi các bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chi phối, điều hành chỉ đạo quyết định mọi hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn, là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trương Mỹ Lan đã chủ trì họp bàn với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI nhằm chọn các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu rồi trao bán bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác. Đồng thời, Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc đã cùng các đồng phạm chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành. Sau đó, thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân, nhà đầu tư thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu. Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Tại phiên tòa, Trương Mỹ Lan trình bày không có ý kiến gì về nội dung của cáo trạng vì bản thân bị cáo tôn trọng cáo trạng. Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan khẳng định không biết gì liên quan đến trái phiếu, không liên quan đến việc phát hành trái phiếu và bản thân rất sợ làm chứng khoán. Bên cạnh đó, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tài chính vững chắc, không có nhu cầu lấy tiền của dân hay niêm yết giá chứng khoán. Lan kính xin hội đồng xét xử xem xét thấu đáo nguyên nhân, bối cảnh động cơ phát hành trái phiếu vì lý do gì. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, từng quản lý điều hành hai công ty là tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1992, phát triển về bất động sản, nơi bị cáo sở hữu 60% cổ phần và giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị ngoài ra trương mỹ lan cũng điều hành công ty đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp do ngô thanh nhã em dâu bị cáo trương mỹ lan đứng tên đại diện pháp luật chuyên đầu tư các dự án hoạt động tài chính trương mỹ lan cho biết hai công ty trên cho đến nay không kinh doanh mảng tài chính ngân hàng và không có nhu cầu phát hành trái phiếu bị cáo cũng chưa bao giờ cử ai từ hai công ty này làm việc tại ngân hàng scb về cáo buộc chỉ đạo chủ trương phát hành trái phiếu cho cấp dưới, trương mỹ lan khai năm 2018 nguyễn phương hồng cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb đã mất thường than thở với bị cáo về vấn đề scb lâm vào bế tắc do thường xuyên bị thanh kiểm tra. từ đây nguyễn phương hồng ngỏ ý muốn mượn các công ty tốt của tập đoàn vạn thịnh pháp để phát hành trái phiếu. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, khi đó thì bị cáo nghĩ nếu không cho SCB mượn công ty thì ngân hàng có thể bị sụp đổ, nên bị cáo mới cho mượn công ty, còn bị cáo không liên quan đến trái phiếu mà toàn bộ chú ý là của Nguyễn Phương Hồng. Về cáo buộc Trương Mỹ Lan tranh thủ thời gian khi dùng bữa trưa với các đồng phạm, bao gồm bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB để ra chủ trương phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan cho biết thời gian trong năm bị cáo chủ yếu ở nước ngoài, ít ở Việt Nam. Nên khi rảnh thường mời Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, TVSI, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát ăn trưa theo trương mỹ lan nội dung trao đổi giữa các bị cáo trong bữa trưa chỉ xoay quanh vấn đề niêm yết tập đoàn vạn thịnh pháp chứ không phải là phát hành trái phiếu nguyễn phương hồng sau đó có đề cập câu chuyện mượn công ty để phát hành trái phiếu nhưng đó là chủ trương của scb lúc này trương mỹ lan có hỏi cho mượn công ty có sao không thì anh em nói rằng không sao đâu nên bị cáo mới cho mượn công ty để phát hành trái phiếu bị cáo lan khẳng định lại chủ trương phát hành là của ngân hàng scb Trả lời hội đồng xét xử về việc sử dụng dòng tiền trong gói trái phiếu của công ty An Đông, Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân không biết gì về việc sử dụng dòng tiền trái phiếu này, bởi tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi đó có đủ khả năng để phát hành trái phiếu, nhưng bị cáo không làm ngoài ra bị cáo lan còn cho rằng khi ấy người nhà của bị cáo cũng là bị hại trong trái phiếu an đông theo bị cáo lan những tài sản thu từ phát hành trái phiếu của công ty an đông đều do ngân hàng scb nắm giữ trong quá trình xét hỏi trương mỹ lan đã bật khóc khi nhắc đến các bị hại trong vụ án là những trái chủ đã mua trái phiếu khống và chịu thiệt hại trương mỹ lan khẳng định mặc dù bản thân không hề biết gì về việc sử dụng dòng tiền thu từ phát hành trái phiếu không có chủ trương chiếm đoạt tài sản của người bị hại, nhưng bị cáo hứa sẽ cố gắng dùng những tài sản hiện có của mình để khắc phục cho các trái chủ, không để họ thiệt thòi. Bởi rất nhiều trái chủ vì tin tưởng và uy tín của bị cáo và của ngân hàng SCB mà đã dùng toàn bộ tài sản tích góp cả đời để mua trái phiếu. Về lời khai của 28 bị cáo từng là các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con của tập đoàn bị truy tố với vai trò đồng phạm bị cáo trương mỹ lan cho biết bản thân không có bình luận ý kiến nhưng xin hội đồng xét xử xem xét các bị cáo này đều làm công ăn lương không hưởng lợi gì chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình nhiều bị cáo có hoàn cảnh khó khăn bị cáo lan xin hội đồng xét xử cho các bị cáo này hưởng sự khoan hồng của pháp luật cũng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, công ty Quang Thuận cho biết, ngoài công ty Quang Thuận, bị cáo cũng là người đại diện pháp luật của nhiều công ty khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, bị cáo Thi khai bản thân chỉ là người được thuê để đứng tên đại diện doanh nghiệp hưởng lương với mức thù lao khoảng 7 triệu đồng một tháng, không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty. Tất cả những hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc phát hành trái phiếu đều được chuẩn bị sẵn, bị cáo Thi chỉ việc ký theo chỉ đạo mà không nhận thức được hậu quả của sau đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Bị cáo Trần Văn Tuấn, cựu tổng giám đốc công ty Shastra và Trần Thị Lan Chi, cựu kế toán trưởng công ty Shastra đều cho biết là không đồng ý với một phần nội dung trong cáo trạng. Theo đó, thì hai bị cáo này bị cáo buộc đã làm thủ tục thoái toàn bộ vốn của công ty Shastra tại công ty Khang Thành Phú thông qua các hợp đồng chuyển nhượng vốn khống tại thời điểm tháng 6 năm 2020. Dù báo cáo tài chính của công ty Sestra năm 2019 thể hiện công ty đang bị lỗ, không đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Sau đó, Tuấn và Chi đã ghi lùi ngày 20 tháng 12 năm 2019 cho 3 người là Trần Duy Hữu, Trần Thị Xuân, Đỗ Thị Thúy Hồng được thuê ký hợp đồng và chứng từ khống để báo cáo tài chính năm 2019 của Sestra chuyển từ lỗ sang lãi. Tiếp đó thì nhóm cung cấp hợp đồng và báo cáo tài chính cho công ty Sestra năm 2019 đã điều chỉnh cho các kiểm toán viên, công ty kiểm toán ANC để phát hành báo cáo kiểm toán độc lập với ý kiến chấp nhận toàn phần, từ đó giúp cho công ty Sestra đủ điều kiện để năng lực tài chính phát hành trái phiếu năm 2020 tại tòa Trần Văn Tuấn và Trần Thị Lan Chi phủ nhận việc lập hồ sơ thoái vốn công ty Setra tại công ty Khang Thành Phú và cho biết hồ sơ thoái vốn này được văn phòng tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập rồi chuyển qua để ký, chứ các bị cáo không trực tiếp làm hồ sơ, chỉ cung cấp hồ sơ pháp lý. Tuấn và Chi cũng không biết kế hoạch cụ thể phát hành trái phiếu như thế nào, nhà đầu tư nào sẽ mua trái phiếu. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong các video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Theo cáo trạng, trường Milan nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu hơn 85,6% cổ phần của ngân hàng SCB, đồng thời tiếp tục mua và để cá nhân khác đứng tên cổ phần ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên hơn 91,5% cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ngày 19 tháng 9 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Trường Mỹ Lan cùng 33 bị can khác hầu tòa với 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB được thành lập cuối tháng 11 năm 2011 trên cơ sở hợp nhất ba ngân hàng gồm ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa và ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất tập đoàn vạn thịnh phát có hơn một doanh nghiệp cùng các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty này cũng như việc liên tục đầu tư mua các dự án bất động sản Trường mỹ đã tìm cách thâu tóm chi phối điều hành toàn bộ các hoạt động của ngân hàng scb trong đó có hoạt động cho vay từ trước thời điểm hợp nhất các ngân hàng trên Bà Lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Định Nhất. Sau khi hợp nhất, bà Lan nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu hơn 85,6% cổ phần của Ngân hàng SCB, đồng thời tiếp tục mua và để cá nhân khác đứng tên cổ phần Ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên hơn 91,5%. Để nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, bà Lan đã tuyển chọn đưa người thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, theo chỉ đạo của bà Lan vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát và trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, tặng thưởng tiền, cổ phần SCB. Bằng thủ đoạn trên, bà Lan đã sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân. Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty ma, sau đó thuê, nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức chứng từ rút, nộp tiền để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB. Kết quả điều tra xác định, có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn, Trương Mỹ Lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp nhân hoặc được giao quản lý công ty thực tế có hoạt động kinh doanh. Trong đó, Trương Huệ Vân là cháu ruột Trương Mỹ Lan, được giao quản lý điều hành một số công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phi Long tổng giám đốc, Đặng Quang Nguyên phó tổng giám đốc, công ty Ravi Food, Chu Eric, Chu Lập Cơ là chồng Trương Mỹ Lan làm chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Times Square để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma, tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống, rút tiền của SCB. Mỗi khi cần rút tiền của ngân hàng SCB, bà Lan chỉ đạo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, phối hợp, cấu kết với Nguyễn Phương Anh, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng Sài Gòn Pinisura và một số lãnh đạo của SCB và các công ty con của Vạn Tịnh Phát tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống để hợp thức đưa các cá nhân được thuê ra đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty ma đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp, hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký. Các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn. Hầu hết các khoản vay của Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Tịnh Phát được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau, trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, nhưng thực tế, việc rút tiền tại ngân hàng SCB đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện hợp thức. Trong 1284 khoản vay thuộc trách nhiệm của Trương Mỹ Lan còn dư nợ, có 684 khoản vay với dư nợ 382.876 tỷ đồng chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Số còn lại tài sản đảm bảo chủ yếu là cổ phần, quyền tài sản đặc biệt có 201 khoản vay với dư nợ 11.686 tỷ đồng, có hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại ECB. Nhằm che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh tra, kiểm tra, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB, mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại ECB để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả nhanh, kiểm tra không trung thực không đầy đủ theo đó để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của scb được phát hiện qua thanh tra để scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được cơ cấu bà lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đồng thời chỉ đạo tổng giám đốc scb tiếp xúc đặt vấn đề trực tiếp đưa tiền cho bà nhàn và các thành viên trong đoàn bà đỗ thị nhàn đã nhận 5,2 triệu đô la mỹ tương đương với hơn 118 tỷ đồng từ SCB thông qua 4 lần giao dịch. Phó trưởng Ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định số tiền nhận hối lộ này là lớn nhất từ trước đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra còn có 17 người khác trong đoàn thanh tra cũng nhận quà cảm ơn từ bà Trương Mỹ Lan. Song theo cáo trạng, 5 người trong số này không bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt đảng và chính quyền. Nhận tiền từ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đến lúc ban hành kết luận điều tra, đoàn thanh tra đã đề xuất để lãnh đạo thể hiện không đúng tình hình thực trạng tài chính của SCB. Cụ thể, kết luận bỏ ngoài số liệu nợ xấu của ba siêu dự án, nếu thể hiện đầy đủ thì nợ xấu của SCB tới 35,8%, nhưng kết luận chỉ nêu nợ xấu 20,9%. Việc SCB vi phạm hầu hết các quy định của ngân hàng nhà nước về lỗ lũy kế, âm vốn sở hữu, nợ xấu cũng được bỏ ngoài kết luận điều tra. Việc này nhằm tránh cho SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. SCB còn có hàng loạt vi phạm về cho vay, sử dụng vốn, thoát lãi dự thu Phương án cơ cấu nhưng vẫn được êm nhẹ. Kết luận còn bỏ toàn bộ nội dung kiến nghị thu hồi ngay số tiền vay sử dụng sai mục đích ở 3 dự án, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra các sai phạm. Từ đó, lãnh đạo ngân hàng nhà nước không có đủ thông tin để xử lý sai phạm của SCB và ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng thu giữ gần 600 tỷ đồng và gần 15.000 đô la Mỹ. Trong đó thu giữ của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Ngụy Vân hơn 7 tỷ đồng thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, Trần Văn Hùng, nhân viên tại Sea quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, 190.000 đô la Mỹ. Gia đình các bị cáo Trương Mỹ Lan, Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nghị và Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án gần 119 tỷ đồng và 306.000 đô la Mỹ. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ của các bị cáo số tiền 55,4 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan điều tra đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ mở tại các ngân hàng với tổng số tiền phong tỏa là 1.896 tỷ đồng và 8,5 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, phong tỏa 42 tài khoản các bị cáo Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Phước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Biểu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng, mở tại các ngân hàng với số tiền 1.731 tỷ đồng và gần 8,5 triệu đô la Mỹ. Cơ quan điều tra tạm giữ 1.266 bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng. 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển Nhà Bè. Kê biên 1237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân cùng những cá nhân liên quan, kê biên hơn 137 triệu cổ phần tại 5 công ty liên quan kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và người liên quan. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.